chào các bạn. Như vậy là mình đi vượt qua khoảng hơn 300 cây số từ ở Orlando xuống tới đây ở cái thành phố thành phố gì anh nhỉ? Cape Coral. Cape Coral đúng rồi. Như vậy ở đây như các bạn biết ở đây cái thành phố này đây cái chỗ mình đang đứng đây đó, là cách ở cái chỗ mà vườn trái cây Lavang thì còn 30 phút thôi. Như vậy là các bạn sẽ biết. Hôm nay là mình đây chim cho các bạn xem một cái lô đất cực quyết cực đẹp nằm ở đây cái bờ biển ở đây cái đường để cái quạt này mà đi ra biển. Các bạn sẽ thấy mình sẽ giới thiệu các bạn thêm hình dung được cái lô đất cực quyết này. Nó có cái chiều ngang á, như vậy là khoảng 25 mét chiều ngang và chiều sâu như thế này, mặt tiền ở chiều sâu á, như vậy là nó hơn 40 mét. Diện tích như vậy là trên 1.000 mét vuông, có thể là một cái biệt thự cực đẹp. Hai bên á của nhà này là hai cái biệt thự, hát nữa mình gửi cho các bạn xem đó, những biệt thự của người Mỹ họ xây ở đây. Một cái lô đất mà có giá trị rất là lớn nhưng đang rao bán như thế. Hôm nay mình đến livestream để giới thiệu cho người bạn ở xa, người ta muốn tìm một cái lô đất á để xây một cái khu nghỉ dưỡng, khu biệt thự ở đây rất là đẹp, và đặc biệt nó là nó nằm trên một cái kênh thế này để chuẩn bị ra cửa biển. Đây là cái lô đất hiếm hoi còn lại ở khu vực này. Và cái khu đất này là ở đây một cái thành phố này đang phát triển rất là nhanh. Và xung quanh lắm nữa mình sẽ đưa các bạn xem cái khu này rất là đẹp. Chính vì vậy là mà người bạn mình muốn tìm một cái lô đất đẹp để xây cái biệt thự ở đây thì mình lay cho người bạn xem và nhiều người khác xem. Cái lô đất này còn lại hiếm hoi ở đây, vì ở đây khu này cũng hết rồi, chỉ còn lại đặc biệt là khu này là những người mà ở phương xa đang mua về đây thì đang muốn chọn những căn biệt thự nằm trên biển, có thể là có cái thuyền hoặc là cái thuyền nhỏ để đi câu cá đi chơi trên biển. Ở đây mình đang này còn lại còn đây chỉ có bạn xem nhé, mình sẽ đưa các bạn xem toàn vào ở đây nghe. Và như thế này là mình đi từ đây á, là đi trên thuyền mình đi ra dọc dọc ra đây là ra cửa biển và ra cửa biển lớn. Đó. Ở bên này bên trái này là một cái biệt thự họ xây rồi. Mà thông tin cho các bạn cái nhà này đang giá trị người ta vừa mua là cũng diện tích đất như vậy với cái lô đất như vậy và cái biệt thự này thông báo các bạn giá người ta vừa mua xong là 1.900.000 đô la. Đó như vậy. Đó. Thì còn cái lô thứ hai này á, thì nó nằm bên này á, thì các bạn thấy là ông chủ nhà đang xây đây. Xây cũng nhà này rất là đẹp, đang xây. Đó thì đang xây cũng chưa xong, nhà này chưa xong, có hồ bơi luôn. Đó như thế này thì các bạn thấy là rất là đẹp. Đó. Thì mình sẽ ra phía đường để các bạn xem thêm anh. Và mình tiết lộ các bạn một bí mật là cái giá nhà của cái lô đất này á, là giá rất cực rẻ. Rất cực rẻ. Cái nhà mình đang đứng nha các bạn xem như thế này nè, cái nhà này á, là trên cái lô này là bán cái nhà kia nè. Đó, cái nhà kia là 1.950.000. 1.950.000 đô, tức là gần 2 triệu. Trong khi cái lô đất nó cũng gần nó như nhau thì hiện nay là giá 600 mấy anh nhỉ? 605.000. Ôi trời. Như vậy thì nếu như vậy thì mình bỏ ra chừng khoảng 400-500 nữa thì, nếu như triệu thì hơi sọp, nhưng mà chỉ cần 400-500 nữa mình làm cái nhà vừa vừa ở phía cái biệt thự vừa vừa và có cái hồ bơi nữa, như vậy cũng trên dưới 1 triệu thôi. Ê, ông bạn mình ở xa, ông xem đi, ông thấy có ghiền miếng đất được không nè. Bây giờ mình ra lại cái bờ kênh để xem nha, cái bờ hồ này. Mỗi nhà ở đây đều có cái bến thuyền rất là đẹp.